Khu vực quanh quảng trường Lâm Viên trước đây từng là bãi đậu xe miễn phí dành cho người dân và du khách. Sau khi các cá nhân vào nhận giữ xe có thu phí thì xuất hiện cảnh lộn xộn nhốn nháo. Ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng tại khu vực trước công viên Yersin, ngay cạnh quảng trường Lâm Viên, bãi giữ xe máy ô tô giăng dây chắn hết toàn bộ lối lên xuống, khiến người dân muốn vào công viên phải vòng đường khác hoặc phải len lỏi qua những hàng phương tiện. Khu vực này vốn là lòng đường, nay trở thành điểm trong xe đã dựng cọc, giăng dây sát ra lòng đường. Các phương tiện hướng từ nút giao Kim Cúc xuống Hồ Xuân Hương sẽ gặp ngay bãi giữ xe thay vì một khoảng đệm không gian thoáng đãng trước đó. Ở phía ngược lại, đầu hẻm Cầu Đúc cạnh công viên Yersin cũng bị chắn bởi các sợi dây giăng lấn ra phía ngoài, hòng tăng diện tích của bãi xe. Tương tự, phía đối diện quảng trường Lâm Viên còn 3 điểm giữ xe khác cũng xảy ra tình trạng nhốn nháo, nhất là mỗi khi có xe ra vào. Chưa kể các cá nhân tại đây đã tự ý vẽ lại vạch kẻ lòng đường, đè lên những vạch cũ do cơ quan quản lý vẽ sẵn trước đó. Chưa bàn về hiệu quả và nguồn thu mà nhà nước thu về từ những kết quả đấu giá thuê bãi giữ xe, nhưng giữa khu trung tâm Đà Lạt xuất hiện cảnh nhốn nháo, ít nhiều gây mất mỹ quan quanh thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương.